Thưa quý vị, chiều nay tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2012-2022 và tiếp tục ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và phát triển kinh tế giai đoạn 2023-2028. 10 năm qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã phối hợp tổ chức 539 đợt tuyên truyền với hơn 53.800 lượt người tham gia thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng an ninh, sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của cán bộ, công nhân viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn các đơn vị thành viên tập đoàn đã ủng hộ các địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang quân khu xây dựng 109 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương, gia đình chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 5,5 tỷ đồng. Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế giai đoạn 2023-2028 theo đó nội dung ký kết bao gồm trao đổi cung cấp thông tin trong hoạt động tuyên truyền công tác xây dựng lực lượng tự vệ huấn luyện diễn tập hội thi hội thao công tác đăng ký quân nhân dự bị thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện chính sách hậu phương quân đội